Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, thì Chúa hứa rằng sẽ tìm được gặp Ngài khi chúng ta tìm Ngài hết lòng. Và Chúa chúng ta là một Đức Chúa Trời đặc biệt. Và Ngài rất là quý trọng những con người nào trọn thành để tìm kiếm Ngài. Trong Sử Ký có chép: còn mắt của Đức Giê-hô-va dõi xuống thế gian để tìm những người có tấm lòng trọn thành với Ngài và thêm sức cho họ. Cho nên tôi tin rằng một trong những điều lợi nhất trên cuộc đời này là để lòng tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta dâng tấm lòng mình với Ngài thì Đức Chúa Trời nhìn thấy. Đức Chúa Trời chúng ta ở khắp mọi nơi. Ngài nhìn thấy ở trong nơi kín nhiệm, Ngài nhìn thấy ở nơi mà con người không nhìn thấy. Cho nên khi chúng ta tìm Ngài, ắt sẽ được gặp Ngài. Và cũng không quên, tôi gửi lời chào yêu quý đến tất cả anh chị em đang theo dõi hội thánh qua mạng truyền thông Facebook. Chúa là đấng nhân từ và đầy lòng thương xót, Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Và ngày hôm nay anh chị em được phước và được chữa lành. Ngày hôm nay anh chị em được Ngài nâng đỡ và mặc khải. Ngày hôm nay Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị em khi anh chị em theo dõi hội thánh qua mạng truyền thông. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Buổi sáng hôm nay tôi có lời Chúa đến với hội thánh và ao ước rằng những lời này sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta đến với những nhu cầu, chúng ta đến với những khao khát, chúng ta đến với những ước mơ, những cái vấn đề cần giải quyết. Và tôi nói với anh chị em rằng chỉ có Chúa mới có thể đáp ứng tất cả mọi điều của chúng ta mà thôi. Con người chúng ta hữu hạn, phương tiện của con người cũng hữu hạn, tri thức của con người là hữu hạn, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta là vô hạn và đầy dẫy quyền năng. Và tôi thường hay nói văn bàn cho em rằng đạo của Chúa không phải là một tôn giáo hay một công thức hay lễ nghi. Đạo của Chúa chính là một mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Và chủ đề của bài giảng hôm nay tôi sẽ nói rõ hơn về điều đó. Chủ đề đó là xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chúa. Xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chúa. Khi chúng ta sống ở trong thế giới hữu hình này, chúng ta rất dễ để xây dựng một mối quan hệ với một con người nào đó, hay với một điều gì đó mà mắt mình thấy, tai mình nghe. Chúng ta quen rồi với những cái giác quan, năm giác quan vật lý của mình, không ạ? Chúng ta có thể sử dụng nó để kiến tạo bất cứ điều gì mình muốn trong thế giới hữu hình này. Nhưng đối với thế giới thần linh thì chúng ta gặp khó khăn, bởi vì chúng ta không có một cái công cụ nào để chúng ta có thể giao tiếp được với thế giới thần linh. Và bởi lẽ đó, xây dựng được mối quan hệ với Đức Chúa Trời là một điều hiếm hoi, thật sự rất hiếm hoi. Lịch sử kể lại trong Kinh Thánh rằng có rất ít người có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Có rất ít người, rất ít người. Từ sáng thế ký đã có những con người đầu tiên, mà một con người ấn tượng nhất trong mối quan hệ với Chúa đó là Hê-nóc. Ông đã gần gũi Chúa đến mức độ ông đi với Chúa 300 năm và ông được Chúa cất lên và ông không nếm sự chết trên đất này. Tự nhiên ông biến mất khỏi thế giới này. Những con người gần gũi Chúa nữa là các tiên tri, các vua, các thầy tế lễ, chúng ta có nhìn thấy như Hê-li chẳng hạn. Ông gần gũi Chúa đến mức khi ông chuẩn bị kết thúc trên đất này thì Chúa đã xài ngựa lửa, xe lửa đến rước ông về trời. Đó là những cái con người mà chúng ta đọc và chúng ta thấy rất được khích lệ khi họ có một mối quan hệ rất gần với Chúa. Và ngày hôm nay xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Tôi cũng muốn trình bày với anh chị em vài điều để chúng ta có thể có được một cái khởi đầu cơ bản để chúng ta bắt đầu cái hành trình xây dựng mối quan hệ với Chúa. Ví dụ như chúng ta muốn đặt một mối quan hệ với người nào đó, không thể nó hình thành trong vài giờ đồng hồ được, phải không chị? Không thể. Chúng ta không thể nói rằng anh A kia là bạn tri kỷ của tôi và hỏi anh gặp khi nào, mới gặp hôm qua. Không thể chuyện ra được, phải không ạ? Cho nên những cái gia đình mà gọi là xây dựng bởi tiếng sét ái tình ấy, thì thường là hay dễ tan vỡ. Không ạ? Mới gặp cô đấy hôm kia thôi nhưng về đòi mẹ cưới liền. Cho nên những cái đó nó gây lên những cái vấn đề rất là khó đỡ. Bởi vậy cho nên xây dựng mối quan hệ với Chúa, trước tiên tôi nói với anh chị em là nó cũng cần thời gian. Cần thời gian, rất cần thời gian. Và trong cái thời gian đó
chúng ta cần học biết nhiều điều. Học biết nhiều điều để làm gì vậy ạ? Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa là mối quan hệ bền bỉ, mối quan hệ chân thật, chắc chắn và đem lại cái lợi ích cho đôi bên, chứ không phải chỉ là một cái giây phút nào đó thoáng qua trong cuộc đời của mình, hay là một cái kinh nghiệm chợt đi qua trong cuộc đời của mình rồi chúng ta lại quên nó đi. Không, khi chúng ta nói rằng mình có một người bạn tri âm tri kỷ, có nghĩa là đó là người bạn cả đời của mình, người bạn không quên mình trong hoạn nạn, người bạn chia sẻ với mình trong thành công, người bạn mà bất cứ lúc nào cuộc đời mình cảm thấy đau đớn nhất thì người đó có bên cạnh. Thì tôi tin rằng khi chúng ta tập trung xây dựng mối quan hệ với Chúa, chúng ta sẽ đồng đi với Chúa, chúng ta sẽ kề cận bên Ngài, và chúng ta có được một cái mối quan hệ giữa một con người sống trong thế giới hữu hình này với một đấng thần linh ở trong thế giới chúng ta không thấy được. Đó là mối quan hệ siêu nhiên nha anh em, siêu nhiên. Đầu tiên tôi muốn nói về mối quan hệ với Chúa thì chúng ta phải đề cập đến cái tri thức, tức là cái sự hiểu biết. Hiểu biết được cái ý muốn cũng như cái bản chất, cũng như những cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cũng một lẽ đó, khi chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ với một người nào, chúng ta phải hiểu biết con người đó, hiểu biết được những gì anh ta chị ta muốn, hiểu biết được tâm tính, hiểu biết được những cái kế hoạch, những cái hoạch định của người đó trên đất này. Trên cơ sở ấy thì chúng ta mới bắt đầu có những hành động, có những lời nói, có những cái cách tiếp cận đúng đắn. Tôi muốn nói với anh chị em có một câu kinh thánh trong OC chương 4 câu 6. Kinh thánh chép như thế này: dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Anh chị em thấy câu này không ạ? Cho nên ở đây đó, thiếu sự thông biết, thiếu sự hiểu biết khiến cho Đức Chúa Trời không thể nào đặt mối quan hệ với chúng ta được. Thiếu sự hiểu biết, thiếu sự thông biết thì Chúa cũng không thể nào chấp nhận mình làm thầy tế lễ cho Ngài nữa. Anh em biết thầy tế lễ là gì rồi ạ? Thầy tế lễ là con người gần gũi với Đức Chúa Trời. Ngày xưa đó, khi người ta muốn cầu hỏi Chúa điều gì thì người ta phải thông qua thầy tế lễ, thông qua một người trung gian, chứ người ta không được quyền tiếp cận Đức Chúa Trời. Ở trong đền thờ ở Jerusalem có một đền thờ, nơi đó danh của Đức Giê-hô-va ngự trị, và hàng năm đó dân Israel đến nơi đền thờ đấy để đưa ra những yêu cầu, những câu hỏi để xin Chúa tha thứ cho những điều gì của mình, hay là dâng những của lễ biết ơn lên cho Chúa. Nhưng mà người dân không thể trực tiếp đến gần được, người dân phải thông qua một thầy tế lễ. Thầy tế lễ, vậy thì thầy tế lễ là người mà hành đứng trước mặt Chúa. Và cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở thầy tế lễ chính là sự hiểu biết Đức Chúa Trời, hiểu biết luật pháp đường lối, hiểu biết lời của Ngài, hiểu biết những gì Ngài nói. Cái điều này quan trọng lắm. Bởi vì trong Phi-rơ nhất có nói là anh em là dòng dõi nhà vua, là chức thầy tế lễ nhà vua. Anh em ngồi ở đây hiện tại nhờ huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta đã trở thành chức thầy tế lễ, nghĩa là trở thành những con người có cơ hội đến gần Chúa. Người ngoài đường chưa biết Chúa thì không có cơ hội đến gần được Chúa Trời, nhưng anh em mình có cơ hội đó. Nhưng hãy giữ cho khéo nha anh chị em, thiếu sự hiểu biết sẽ khiến chúng ta bị Chúa bỏ đi, bỏ đi, và Ngài cũng sẽ quên con cái của chúng ta luôn, dòng dõi chúng ta luôn. Đây là lời rất là nghiêm túc nha anh chị em. Ở trong Kinh Thánh có nhiều câu chuyện lắm để chúng ta có thể nói rằng cái sự hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời, ý muốn của Ngài là yếu tố quyết định đầu tiên để bước vào mối quan hệ với Chúa. Ví dụ anh chị em đã đọc về ông vua Saul chưa? Đọc rồi phải không? Một vài anh chị em tin Chúa mà có đọc Cựu Ước thì sẽ hiểu được vị vua Saul này. Vua Saul được Đức Chúa Trời chọn một cách rất kịch tính. Khi Samuel sức dầu cho ông, thần Chúa ngự lên trên ông và ông biến thành con người khác. Ông có thể nằm nói tiên tri cả một ngày. Ông trở nên dũng mãnh như sư tử, có thể quy tụ toàn thể dân Israel và đánh cho dân Philippines gọi tan tác trong một ngày. Rất kịch tính. Một con người được sức dầu đặc biệt
Một con người phải nói thực sự là rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Nhưng ngay cái khi Saul đã trở thành làm vua thì sao ạ? Đức Chúa Trời đã nói rằng ta ân hận vì đã chọn con người này làm vua. Ngay khi thôi, ngay khi lên ngôi thôi. Tại sao Đức Chúa Trời phải nói với Saul câu đó? Bởi vì đơn giản một điều, Saul được chọn làm vua, nhưng ông nghĩ rằng ông là thầy tế lễ. Ông cho rằng ông có thể dâng của lễ thoải mái. Ông cho rằng cái chuyện này quan trọng gì đâu, sao mà anh dâng mà cũng được thì ta cũng dâng được. Ông đem của tế lễ ông dâng vào đền thờ, trong khi chuyện đó phải để cho Samuel làm. Cái này người ta gọi là lỗi vì thiếu hiểu biết. Trong cuộc sống, đời sống chúng ta cũng vậy. Có thể vì chúng ta không đọc lời nghe, cho nên chúng ta làm và nghĩ những điều thiếu hiểu biết. Và Đức Chúa Trời từ bỏ chúng ta, không làm bạn với chúng ta nữa. Cái điều này cực kỳ đáng tiếc. Đôi khi những điều đó chúng ta không biết luôn. Chúng ta không biết tại sao mình mất sự sức giàu. Chúng ta không biết vì sao mình mất sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không biết vì sao hội thánh của mình tan rã dần. Chúng ta không biết vì sao chức vụ của mình đi xuống. Câu trả lời rất đơn giản, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng ta. Tôi tin xác với một điều rằng hễ Đức Chúa Trời ở cùng người nào thì người đó chỉ có đi lên thôi. Anh chị em là amen với điều đó. Cho nên rất dễ biết lắm. Chúng ta rất dễ biết rằng là Đức Chúa Trời có đang ủng hộ chúng ta hay không. Đó là nhìn vào cuộc sống của chúng ta. Từ khi Đức Chúa Trời bỏ Saul thì Saul khốn đâu. Saul không còn những chiến công hiển hách nữa. Thậm chí Saul còn bị ác thần nó hành cho đau đầu dứt óc, ngủ không được, cho đến khi bỏ mạng trên núi Gilboa bởi tự sát. Anh chàng thấy không? Rồi một câu chuyện khác cũng rất là ích lợi cho anh chàng, đó là câu chuyện của Usa. Anh chàng biết câu chuyện Usa lúc David đem cái hòm giao ước trở về. Kể cả David cũng thiếu hiểu biết mà Usa cũng thiếu hiểu biết, trong khi luật pháp quy định rằng hòm giao ước của Chúa là phải người Lê Vi khiêng trên vai. Nhưng mà ông David ông chơi, ông lấy cổ bò ông đặt lên chơi vậy đó. Rất là buồn cười, lấy cổ bò đặt lên vậy thôi, kéo đi. Còn ông Usa thì ông đứng đằng sau cổ bò đẩy à, đến khi gặp cái hố sạch. Ông Usa nắm cái sừng của cái đền thờ, cái hòm giao ước giữ lại, sợ cái hòm nó rơi xuống. Ngay khi nắm cái sừng sao anh chị em, chết luôn, bị thần của Đức Chúa Trời làm cho chết luôn. Bởi vì Chúa quy định không một người nào được nhìn vào đó. Một năm một lần chỉ có thầy tế lễ thượng tế mới được vào dâng hương rẫy huyết ở trong nơi chí thánh đó. Cho nên chết vì thiếu hiểu biết. Và cuối cùng David bảo Chúa mà đáng sợ quá, thôi cho cái hòm này vào nhà của Obed Edom ở, tạm rước về nó. Ai đã biết sợ Chúa, rước về giết chết hết nhà, cả nhà sao. Nhưng mà khi bỏ cái hòm đã vào Obed Edom thì anh em đọc thấy sao ạ? Nhà đó được phước. Được phước vì nhà đó hiểu biết. Nhà đó biết phải thờ phượng Chúa như thế nào, biết phải đến gần Chúa như thế nào, biết cái cách trò chuyện với Chúa như thế nào, biết dâng tế lễ với Chúa như ra làm sao. Cho nên anh chị em ạ, thiếu hiểu biết khiến cho chúng ta mất ơn phước từ Chúa. Thiếu hiểu biết khiến cho chúng ta không thể nào đến gần Chúa được. Thiếu hiểu biết khiến cho chúng ta không thể kết bạn với Chúa được. Thiếu hiểu biết khiến cho chúng ta không thể yêu Ngài mà thậm chí sợ Ngài. Nhiều người thiếu hiểu biết sợ Chúa, sợ Đức Chúa Trời. Này, người hành không chết mà trời hành chết. Rất sợ câu đó. Rất sợ câu đó. Người thế gian sợ nhất câu đó. Hôm nay trời hành tôi chắc là thời xong rồi. Nhưng mà Chúa không phải vậy. Chúa là đấng đầy nhân từ. Và đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn bởi vì thiếu hiểu biết thôi. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, điều đầu tiên nè, điều đầu tiên để bước vào xây dựng mối quan hệ với Chúa là chúng ta cần đọc Kinh Thánh, học lời của Chúa. Chúng ta không thể nào có thể bước vào mối quan hệ với Chúa mà không biết quyển Kinh Thánh này. Tôi xin thưa với anh chị em, và tôi vẫn phải nhắc lại điều này cực kỳ quan trọng anh chị em à. Tôi hay nói đó, cái sai lầm lớn nhất của mỗi cơ đốc nhân là tin Chúa nhưng không đọc Kinh Thánh.
sai lầm lớn nhất. Không có sai lầm nào lớn bằng sai lầm này. Anh em tin Chúa mà không đọc Kinh Thánh thì tại sao anh biết anh em sai lầm ạ? Sai lầm thế này nè. Trước khi anh em chưa tin ấy, thì anh em là bạn của Satan, bạn của ma quỷ. Nó nói đây là người của tao cho nên thôi cứ kệ đó, để nó muốn làm gì nó làm, miễn sao cuối cùng ta cướp linh hồn nó là được. Bạn rồi lâu lâu nó xúi anh chị em làm cái điều gì đó theo ý nó, cướp của giết người, tà dâm ô uế gì đó, rồi đâm chém gì đó, nhậu nhẹt say sưa hút hít gì đó, lâu lâu nó xúi cái để nó thể hiện nó trong thế giới này, nói đây bạn của tao cả. Thì khi anh em bắt đầu nói rằng Giê-xu là Chúa của tôi thì anh em trở thành kẻ thù của Satan. Anh em đặt mình vào cái vị trí đối diện, trực diện với Satan. Đặt mình vào cái vị trí từ một người bạn của Satan trở thành kẻ chống lại Satan, trở thành kẻ có cái tiềm năng hãm hại nó, trở thành kẻ có cái người có cái tiềm năng làm sụp đổ vương quốc và những công việc của nó. Cho nên tôi nói với anh chị em này, Satan và các quỷ nó thù anh chị em lắm, thù ghê gớm lắm, nó ghét ghê gớm lắm, và nó kích động nhiều người chống đối anh chị em, nó kích động nhiều miệng lưỡi sẽ chống đối anh chị em, nó kích động nhiều những cái điều đau đớn để có thể hủy diệt anh chị em. Và nếu anh chị em không đọc Kinh Thánh thì Satan sẽ coi anh chị em như một đứa trẻ con. Anh chị em không có một cái gì để tự vệ hết, nó lừa chúng ta từ A đến Z, nó lừa chúng ta trong suy nghĩ, trong hành động, trong lối sống mọi ngày. Nó lừa chúng ta đến nỗi việc tốt chúng ta cho là xấu, việc xấu chúng ta cho là tốt, việc đẹp lòng Chúa thì nó nói rằng việc này là chống nghịch Chúa, mà cái việc chống nghịch Chúa thì nó sẽ nói lên trên rằng việc này rất đẹp lòng Chúa, hãy làm đi. Đây là chiêu của Satan. Cho nên nếu anh chị em không đọc trong Kinh Thánh nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, thì anh em sẽ nghĩ rằng Chủ nhật có hợp đồng lớn, đây là từ Chúa. Anh sẽ nghĩ như thế, phải không ạ? Anh sẽ nghĩ như thế tự nhiên thế. Nhưng anh em đã biết đâu rằng Kinh Thánh chết rằng chớ bỏ sự nhóm lại, anh sẽ nói như thế. Đó là như thế. Cho nên có những cái trái với lời Chúa, nhưng mà nếu mình không đọc nó thì mình sẽ nghĩ rằng bị Satan gieo vào nghĩ rằng nó là phù hợp. Anh em thấy Phi-e-rơ không? Trong chương 16, phải không ạ? Khi Phi-e-rơ hỏi các môn đồ của Ngài, khi Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ của Ngài, thiên hạ cho ta là ai? Các môn đồ thưa rằng có người cho là Giê-rê-mi, có người cho là Giăng Báp-tít, có người sống lại, có người cho thế này thế khác. Và Chúa hỏi, thế các ngươi cho ta là ai? Phi-e-rơ nói, thầy là con Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng Christ được sức dầu phải đến thế gian. Chúa vỗ vai Phi-e-rơ bảo, tốt quá, lời này không phải thịt và huyết tỏ cho ngươi đâu, nhưng mà Cha ra trên trời tỏ cho ngươi. Phi-e-rơ lúc đó nói lỗ mũi ra, xe ba lua chạy vô cũng được ha nghe. Quá tuyệt vời, wow ơi, mình đang được mặc khải từ trời xuống. Và Phi-e-rơ lúc đó đang nghĩ, rồi xong, con người mình bây giờ là con người tuyệt vời rồi, ai lừa mình được nữa, mình biết chân lý rồi. Sau đó anh em đọc tiếp sẽ thấy Chúa nói, nhưng ta tỏ cho các ngươi một điều, con người phải đến thành Jerusalem, bị các thầy tế lễ, thầy thông giáo bỏ đi, bị dân chúng la lối, và phải bị đóng đinh trên thập tự giá, chết đi, và ba ngày sau sẽ sống lại. Phi-e-rơ nói, bây giờ ta sẽ nói một mặt khải từ trời nữa đây. Bắt đầu Phi-e-rơ mới kéo Chúa Giê-xu ra riêng một chỗ, nói Chúa, chuyện đó không có đâu, con được sự mặc khải là chuyện này không được, mặc khải của con từ trời là không được, chuyện này không có. Đấng Christ phải sống đời đời, Đấng Christ phải làm vua, Đấng Christ phải phục hồi dân Israel, Đấng Christ không thể bị treo lên thập tự được, Đấng Christ không thể chết được, không ai bị đóng đinh được, không thể bị ai đóng đinh được. Phi-e-rơ nghĩ rằng những lời này chắc khiến cho thầy của mình thêm tự tin, khiến cho thầy của mình thêm sức lực, khiến cho thầy của mình vỗ vai một lần nữa, hỏi Phi-e-rơ, cái này không phải thịt và huyết tỏ cho người đâu. Phi-e-rơ đang tưởng như vậy, nhưng mà Chúa Giê-xu quay lại nhìn thẳng vào Phi-e-rơ và nói, hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời mà nghĩ đến việc
người ta. Anh chàng tháng mà cùng trong một con người, mỗi 5 phút thôi nói những điều từ Chúa, nhưng mà 5 phút sau nói những điều từ Satan. Cho nên tại sao Phêrô nói những điều từ Satan? Tại sao vậy? Tại vì Phêrô không hiểu Kinh Thánh, Phêrô chưa đọc sách Ê-sai, Phêrô chưa đọc các sách tiên tri để nói rằng Đấng Christ phải hy sinh, Đấng Christ phải chịu chết, Đấng Christ phải bị đóng đinh và Đấng Christ phải sống lại. Nếu Phêrô đọc điều đó thì Phêrô đã không hành động theo cảm xúc nhất thời của mình, có phải không anh em? Cho nên trong cuộc sống này, cảm xúc có thể lái chúng ta đi xa ý Chúa. Những cái sự hoàn cảnh đập vào mắt chúng ta có thể khiến chúng ta suy nghĩ rằng điều này đến từ Chúa. Có thể một ai đó có uy tín nói với chúng ta và chúng ta nghĩ rằng đây là lời từ Đức Chúa Trời. Thưa ông bà anh chị em, gạt hết tất cả những sự đó ra. Trước khi anh chị em in trí điều gì, hãy tra nó xem có phù hợp Kinh Thánh không. Anh em chứ, phải tra xem có phù hợp Kinh Thánh không. Tôi không quan trọng là con người nói với anh chị em là con người nào, tiên tri nào, giáo sư nào, không quan trọng. Chúng ta chỉ tin một mình Chúa Giê-xu thôi, và lời của Ngài mới có giá trị đời đời. Con người đều có thể sai lầm, tôi không quan trọng là con người đó ở đâu, làm việc lớn như thế nào. Cho nên anh em đọc trong Công vụ các sứ đồ hoặc sách Galatia, em sẽ thấy sứ đồ Phêrô cũng có những lúc sai lầm, đến nỗi sứ đồ Phaolô phải nhắc nhở. Cho nên điều đầu tiên thưa bạn chị em, hãy đọc Kinh Thánh, hãy ghi nhớ Kinh Thánh, hãy học thuộc lòng Kinh Thánh, hãy để quyển sách này bên cạnh mình, gối dưới đầu giường của mình, làm bạn với nó, ăn với nó, ngủ với nó, suy ngẫm với nó, học để biết nó. Tôi nói với anh chị em, đây là cách đầu tiên để bước vào mối quan hệ với Chúa. Nhiều người muốn mật thiết với Chúa lắm. Rất nhiều người nói với tôi, hỏi với tôi rằng mục sư ơi, làm thế nào để con có thể mật thiết với Chúa, làm thế nào để con lắng nghe được tiếng Chúa, làm thế nào để Chúa hành động qua đời sống của con. Nhưng mà khi tôi nói rằng cầm Kinh Thánh đọc đây, đọc giờ đọc làm sao, 66 quyển dày cọp như thế này thì biết đường nào mà đọc. Không chịu đầu tư, không chịu đầu tư, thích mì ăn liền. Nhưng mà tôi nói trong Chúa không có mì ăn liền, trong Chúa không có mì ăn liền, trong Chúa phải xào phải nấu, gạo phải nấu thành cơm, thịt mua về phải xào thành món ăn, nấu canh đàng hoàng. Chứ mì ăn liền thật sự là không bỏ béo gì cả. Cho nên nếu chúng ta sống cuộc đời mì ăn liền với Chúa thì mối quan hệ của chúng ta với Chúa mong manh lắm, ảo tưởng lắm, mà không bền bỉ đâu. Khi thử thách nó đến, anh chị em sẽ gãy liền. Anh chị em sẽ nói thôi Chúa, con chào tạm biệt Chúa, con đi đường con. Đấy, thường là như thế. Cho nên câu chuyện người gieo giống nói rất rõ, phải không? Anh em đọc câu chuyện người gieo giống, có 4 loại đất, chỉ có loại đất cuối cùng đó lấy lòng tử tế thật thà, gìn giữ lời nhai thì mới kết quả. Thưa anh chị em, điều đó quan trọng đó. Và điều thứ hai nha, chúng ta sẽ bước sang điều thứ hai. Bước sang điều thứ hai là điều gì đây? Tôi sẽ bắt đầu điều thứ hai với câu Kinh Thánh trong Ê-sai chương 29 câu 13. Ê-sai chương 29 câu 13. Cái điều này đó, nó đi theo sau những cái tri thức mà anh chị em có được. Phải đi theo sau. Chúng ta có kiến thức, có tri thức mà thiếu cái điều này thì chúng ta rất khó để chạm được tấm lòng của Chúa. Tôi đọc anh chị em nghe nha. Chúa có phán rằng: vì dân này chỉ lấy miệng đến gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Amen nha. Chúng ta suy ngẫm một chút về câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh này chính Đức Giê-hô-va phán qua tiên tri Ê-sai. Ông đã nghe được và ông chép lại. Và ngày hôm nay chúng ta đọc thấy Chúa trách dân tộc Do Thái, Chúa trách cái dân gọi bằng danh Ngài, giống như chúng ta ngồi đây là dân gọi bằng danh Ngài. Chúa trách cái gì ạ? Chúa trách là dân này chỉ lấy miệng đến gần Chúa thôi.
hallelujah, con tôn kính Chúa, mà lòng để ngoài chợ. Hôm nay cà chua lên giá xuống giá. Hallelujah, vàng lên hay xuống đây. Không, nó có cái đó. Đôi khi cái miệng của chúng ta thì nó nói liên hoàn hết, nhưng mà lòng chúng ta nghĩ một điều khác. Chúng ta không để một cảm xúc nào để đến gần nhà. Anh chị em ơi, nếu chúng ta có một mối quan hệ như thế này chắc chúng ta buồn lắm. Nếu chúng ta có một người bạn mà người này chỉ gọi điện cho mình khi anh thiếu tiền thôi thì hơi căng. Cả một năm biệt tích đâu đó tự nhiên thấy điện thoại reo, rồi nó lại mượn tiền rồi. Không à, mà chuyện này cũng có thật đấy chứ. Có chứ sao không có. Có những mối quan hệ chúng ta chỉ hời hợt lắm. Và thật sự Chúa trách dân của Ngài, Chúa trách dân của Ngài đến với Ngài chỉ vẻ bề ngoài thôi. Ôi quần áo cho đẹp, cà ra vát rồi giống một sư quý này. Xong rồi lâu rồi cho dài, chải chuốt cho lá. Nhưng mà tấm lòng khô cằn, tấm lòng không có một chút tôn kính nào bên trong, tấm lòng không có một sự thờ phượng nào bên trong, tấm lòng không có một tình yêu nào dâng trào cho Ngài. Con mắt thì khô ráo quảnh, không bao giờ có một giọt nước mắt nào chảy cho Ngài. Anh chị em à, Đức Chúa Trời không muốn con cái của Ngài xây dựng mối quan hệ với Ngài như vậy. Nhưng Chúa muốn trước hết đó là chúng ta soi xem tấm lòng của chúng ta với Ngài ra sao. Vẻ bề ngoài Chúa không quan trọng. Không quan trọng là anh chị em đến với Ngài là người giàu có hay là người nghèo hèn. Không quan trọng anh chị em đến với Ngài có bằng cấp hay là không. Không quan trọng là ngoài xã hội này người ta tôn trọng anh em hay là không tôn trọng anh chị em. Chúa không bao giờ tay vị một người nào. Chúa không phải là người nhìn mặt để mà cư xử. Còn người ta thì hay nhìn mặt đúng không? Thấy anh mặc áo đẹp đi xe đẹp đến thì wow, này phải dọn một chỗ cho nó đàng hoàng, nhà cửa phải sạch sẽ tươm tất, rước người này vào. Còn thấy người mà lùi xùi đến ngồi đợi đây, đã ăn xong bữa cơm đã nói chuyện các bác. Chúng ta đôi khi cư xử như vậy, nhưng Chúa chúng ta không phải vậy. Chúa chúng ta đấng không nhìn bề ngoài, Chúa nhìn vào tận đáy lòng chúng ta. Chúa xem thử trong trái tim chúng ta có cái gì. Chúng ta thực sự tôn kính Ngài hay là chúng ta lợi dụng Ngài? Tôi xin thưa phải nói thẳng với anh chị em câu đó. Đôi khi chúng ta lợi dụng Chúa mà mình không biết. Nhưng tôi nghĩ rằng mối quan hệ mà xây dựng trên sự lợi dụng nhau không bền, chắc chắn là không bền. Nhưng bất cứ mối quan hệ nào xây dựng trên tình cảm sẽ bền. Vợ chồng cũng vậy thôi. Vợ chồng mà lấy nhau, tôi lấy anh vì bố của anh. Thì hơi căng rồi đây. Bảo à, tôi lấy anh là vì bố anh làm to, tôi phải lấy anh để mai mốt con của tôi để ra nó có cơ hội thăng tiến. Thế là ra tòa ly dị nhanh lắm. Và mọi mối quan hệ của chúng ta anh chị em ạ, đừng xây dựng trên một cái gì đó lợi lộc. Đối với Chúa cũng vậy. Lạy Chúa con đến với Ngài, con yêu Ngài. Không phải con đến với Ngài để Ngài chữa cho con lành xong rồi con bái bai Chúa. Không phải. Con đến với Ngài để con muốn biết Ngài, gần gũi Ngài, thờ phượng Ngài. Chúa ơi, vì Ngài là Đức Chúa Trời của con, con yêu Ngài. Dù Ngài có giết con cũng thờ phượng Ngài Chúa. Mối quan hệ đó đó, nó sinh ra cho chúng ta một cái sự thân mật, một cái sự tin cậy, một cái sự bền bỉ, một cái sự gần gũi khi anh em cầu nguyện với Chúa. Tấm lòng, tấm lòng quyết định, tấm lòng nó xác định cái động cơ của chúng ta, động cơ của chúng ta. Cho nên Chúa trách đó, những sự nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn loài người. Tại sao là có điều răn loài người ở đây anh chị? Nhiều người phải thờ phượng Chúa cái kiểu này nè, phải tôn kính Chúa cái kiểu này nè, bởi vì nếu họ không làm vậy họ sợ ai đó buồn. Tôi gọi đó là điều răn loài người. Biết rằng nó trái kinh thánh nhưng mà thôi ráng làm đi. Mình không làm thì cái anh đó anh buồn quá, không làm thì cái ông đó đuổi mình đi hơi căng. Phải làm vì con người. Chúng ta làm mọi điều vì con người, sợ con người. Ôi mình phải làm, không làm thì đuổi việc mình, không cho mình lên giảng nữa thì cũng căng. Kệ nói, biết là giảng sai nhưng mà cứ giảng.
Bởi vì nếu không giảng thì lần sau dứt phép cái là thôi, giảng cho 2 giờ. Phải không ạ? Cho nên có những cái có những cái đôi khi chúng ta bị thỏa hiệp và khiến cho chúng ta sợ con người hơn sợ Chúa. Sợ con người hơn sợ Chúa. Và chính vì sợ con người hơn sợ Chúa thì chúng ta được con người, nhưng chúng ta mất gì anh Giang? Mất Chúa. Mất Chúa. Chúng ta được nhiều người lắm. Ôi, hàng triệu người tung hô. Nhưng mà Chúa không có. Nhưng mà ngày hôm nay trong khuôn khổ của bài giảng tôi nói về Chúa, chúng ta hãy nhìn vào tấm lòng của mình. Chúng ta hãy nhất định rằng lạy Chúa còn chỉ làm đẹp một lòng một mình Ngài mà thôi. Sứ đồ Phao-lô nói sao anh nhé? Nếu tôi còn chọn lành đẹp lòng người ta thì tôi không phải là sứ đồ của Đấng Christ. Cho nên chúng ta sống hãy làm đẹp lòng Chúa. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cực đoan đâu. Nói vậy có nghĩa là chúng ta chọn sống theo diện phép Kinh Thánh. Chúng ta không cực đoan, chúng ta không bảo thủ, chúng ta không làm cái điều mà trái Kinh Thánh mà cứ bảo tôi tôn kính Chúa tôi làm đấy. Không phải vậy. Có nghĩa là chúng ta tôn trọng lời của Ngài như là pháp lệnh của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đến với Ngài bằng cả tấm lòng chân thật và không một điều gì khiến cho chúng ta sợ hãi thôi luôn. Anh chị em ạ, tấm lòng nó quyết định cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa được lâu ba. Điều thứ ba tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe trong cái cách mối quan hệ, đó là Giăng chương 15 câu 5. Chết như thế này: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Có một câu nói rất hay tôi muốn nói với anh chị em buổi sáng hôm nay, đó là sự nhận biết Đức Chúa Trời và phụ thuộc hoàn toàn cuộc đời mình vào Đấng Christ sẽ dẫn chúng ta đến một đời sống đắc thắng. Cái thua của nhiều người nằm ở chỗ là chúng ta không dám phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Đó là cái thua. Và đôi khi đây là cuộc chiến, cuộc chiến theo năm tháng để chúng ta tách dần đi, tách dần cái sự phụ thuộc vào trí khôn, phụ thuộc vào con người, phụ thuộc vào kỹ năng, phụ thuộc vào tiền bạc, danh vọng, địa vị đời này. Tách dần đi để làm sao chúng ta tăng cái phần phụ thuộc Chúa trên đời sống chúng ta. Càng nhiều thì mối quan hệ của chúng ta với Chúa càng mật thiết. Đó là như vậy. Giống đời sống vợ chồng vậy đó. Vợ chồng phụ thuộc nhau, phụ thuộc nhau. Nếu vợ chồng lấy nhau về rồi mà anh vẫn là của anh, tôi vẫn là của tôi, tôi có cuộc sống của riêng tôi, tôi có sự dựa dẫm của riêng tôi, khi tôi đau yếu tôi có một cái nguồn khác giúp đỡ tôi. Vợ chồng như thế có buồn không anh Giang? Buồn chứ. Chắc chắn là buồn chứ. Đã vợ chồng cưới nhau là tương trợ và phụ thuộc nhau hoàn toàn. Tôi muốn nói mối quan hệ của chúng ta với Chúa giống vậy. Thưa mà anh chị em hãy suy ngẫm về điều này một chút. Như nhánh nho phụ thuộc vào gốc nho để sống thì chúng ta cũng phải phụ thuộc vào Chúa để sống. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này và suy ngẫm một cách chân thành về điều này. Tôi đã trải qua một cái quá trình này rất là lâu để nắt dần đi cái sự tự tin vào bản thân mình mà lại không tự tin vào Chúa. Đôi khi mình nói Chúa ơi, Ngài là nguồn trông cậy của con, nhưng mà nếu thật sự hôm nay tiền không còn đồng nào thì hơi căng, thấy sợ quá. Mà nếu mà tiền bạc nó có rủng đỉnh là thấy cũng thấy yên tâm, thấy yên tâm, đúng không? Đôi khi cái sự yên tâm của mình nó phụ thuộc vào những cái điều kiện xung quanh. Ô, mình quen được người này, mình quen được người kia, mình nhờ vả được người này, nhờ vả được người kia, và chúng ta thấy yên tâm. Và trong cuộc sống này có rất là nhiều cái điểm như vậy để cho lòng chúng ta sao anh chị? Nương cậy vào. Nương cậy vào. Nói rằng, miệng mình nói rằng con tin cậy Chúa, nhưng điều quan trọng là có thật sự cái lòng mình nghĩ như vậy không mới là điều có ảnh hưởng đến Chúa, có tác động đến Chúa, có cái sự gây chú ý đến Chúa. Quan trọng là điều thực sự trong tấm lòng. Còn miệng ai nói chẳng được. Tôi đứng đây tôi nói với anh chàng, tôi trông cậy 100% vào Chúa. Tôi nói quá dễ mà, nói ai nói chẳng được. Nhưng cái điều quan trọng, mình phải soi xét cái tấm lòng mình. Lạy Chúa, trong cuộc sống con có phải vậy không? Con có cảm thấy bất an, bối rối, lo lắng,
trước một cái biến cố nào đó nó xảy ra mà con gạt bỏ Chúa ra một bên rồi con đi tìm kiếm buồn khổ vì cái chuyện đó không? Đó là nói về lòng trong cậy đó anh chị. Cho nên nếu cái nhánh nho mà nó gắn vào trong gốc rồi ấy, thì tôi nói cái nhánh này nó yên tâm, bão lũ mưa nắng gì nó yên tâm. Tại sao yên tâm? Bởi vì nó biết rằng có chất dinh dưỡng từ gốc nho nuôi nó. Nó không tự tìm kiếm, nó không tự đi hút chất nước, không tự làm cái gì cả. Nó biết rằng nguồn dinh dưỡng của nó là từ gốc nho. Thương bạn chị em, tôi muốn khích lại buổi sáng hôm nay, tất cả chúng ta hãy xem Chúa là nguồn cung ứng cho mình trong mọi lĩnh vực. Phải xem như vậy. Và nếu lòng chúng ta còn lăng tăng một điều gì thì hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, Chúa giúp con để con sống với một khái niệm rằng Ngài là nguồn tương trợ của con trong mọi lĩnh vực, tài chánh, gia đình, con cái, mối quan hệ vợ chồng, xã hội, nghề nghiệp, học hành, sức khỏe của con. Chúa ơi, Ngài là nguồn, con không trông cậy bất cứ một điều gì khác. Anh chị em à, cuộc sống này, cuộc sống kiểu thế này, nó sẽ dẫn anh chị em đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Tại sao? Tại vì đấng ở trong anh chị em là lớn hơn mọi thần. Nếu như mình nương cậy mình, thần đời này nó sẽ diệt mình chết. Nếu như mình nương cậy người thân, thần đời này nó sẽ diệt mình chết. Nếu mình nương cậy tiền bạc thì tiền bạc cả ngày nó trở giá, nó đâm mình chết. Tất cả những điều gì ở trên đời này nó không phải là bạn của mình, nó không phải là phù hộ mình. Những gì trên đời này chỉ là phương tiện thôi. Nhưng đấng có thể giúp mình, đó là đấng sống trong lòng mình, đó là Đức Thánh Linh, đó là thần mà Đức Chúa Trời đặt ngự vào lòng anh chị em. Tôi muốn khích lệ anh chị em hãy như cái nhánh nho dính vào gốc thật sự, không phải bằng môi miệng, không phải chỉ nói bằng lời, mà thể hiện ra bằng lối sống, lối suy nghĩ, hành động của mình trong mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống. Bất cứ một nan đề gì đấy anh chị em ạ, trước hết quỳ gối xuống trình cho Chúa. Nếu người nào làm được điều đó, tôi biết người đó đã sống phụ thuộc Chúa. Còn khi nan đề đến cái bóc điện thoại lên gọi tứ phía hết là tôi biết chưa rồi, không à, chưa người này chưa. Cho nên cái người mà sống phụ thuộc Chúa đó, họ có một cái sự tỉnh ở trong tâm hồn rất bình tĩnh. Bất cứ điều gì sẽ xảy ra, họ biết rằng Chúa của họ lớn hơn nan đề. Lớn cỡ gì? Lớn bằng Chúa không? Mạnh bằng Chúa không? Giàu bằng Chúa không? Quyền phép bằng Chúa không? Nếu tất cả những câu trả lời là không thì tại sao chúng ta bối rối? Chúng ta bối rối bởi vì lòng chúng ta sợ nương cậy Chúa. Cho nên tôi khích là bà chị em hãy nương cậy. Khi anh chị em đi qua ba bước này, hiểu biết, tấm lòng và sự lệ, anh chị em biết điều gì không ạ? À? Con mắt của Đức Chúa Trời ở trên đó rồi anh chị em, như cái đèn pin vậy đó. Anh chị em biết đèn pha không? Đèn pha đó, con người đi đâu nó pha theo đó. Chúa trên trời sẽ pha trên anh chị em. Anh chị em đi đâu thì con mắt của Chúa cũng dõi theo. Sa-tan sợ phát khiếp, nó nói người này đặc biệt, đặc biệt Đức Chúa Trời đang gìn giữ nó, Đức Chúa Trời đang bảo vệ nó, không thể động được. Anh chị em đọc câu kinh thánh thuộc lòng ngày hôm nay chưa? Kẻ kiện cáo giờ nó đang ở đâu? Đặt xuống đất rồi. Nhiều người đọc sách Gióp xong là bảo giờ Sa-tan nó vẫn còn kiện. Còn bây giờ, thời đại bây giờ là Sa-tan bị đặt xuống rồi, nó không còn có cơ hội để đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Là Chúa à, bây giờ Ngài cất tài sản ra thằng này đi, để cho thêm sự nó trong cậy Chúa thiệt không? Sa-tan không còn cơ hội nói câu đó nha anh chị em. Bây giờ nó không được phép đứng gần Đức Chúa Trời nữa, bây giờ nó không được phép lên thiên đàng nữa, bây giờ nó không được phép kiện cáo hay làm bất cứ điều gì cho anh em nữa. Cho nên tôi nói cuộc sống anh chị em mà đã lệ thuộc vào Chúa rồi là anh em đang dẫm trên cổ Sa-tan mà đi. Sướng lắm, đúng không? Tôi đang tưởng tượng cái cảnh đó, đó, đang đi trên cổ đó, mày nằm đó, tao cứ dầm trên đầu mày tao đi, chúng mày la hét xuôi một mét, đúng không? Đó là cách chúng ta sống. Đừng sợ bệnh tật, đừng sợ đói nghèo, đừng sợ nan đề, đừng sợ. Tôi nói với anh chị em rằng có một đấng trong anh chị em lớn hơn mọi thứ đó.
mà con người chúng ta phải xây dựng thì mới được. Phải đọc Kinh Thánh thì mới có cái đức tin vào điều đó. Phải có lời của Chúa thì mới bắt đầu xây dựng mình bằng cái cách đó. Cho nên trong đời sống tôi mỗi ngày, tôi thưa ông bà anh chị em, tôi xây dựng cái điều này. Bệnh tật đau yếu đến hay bất cứ một điều gì xảy đến, tôi chiến đấu với nó cả ngày. Tôi chiến đấu thôi. Tôi trong danh Giê-xu ta cột trói mày. Bởi quyền năng trong huyết Giê-xu. Bây giờ mày đau chỗ nào, bệnh chỗ nào, khó ở chỗ nào ta không cần biết, nhưng mà trong danh Giê-xu tụi bay phải cút hết ra. Cầu nguyện từ sáng đến chiều, tất cả những sự đó phải biến đi. Tôi kể cho anh em một hình ảnh mà tôi nhìn thấy nha, để cho anh em biết được thế giới linh nó như thế nào. Chứ không là chúng ta không biết. Bệnh ở đâu á, ví dụ như anh em đau cái đầu này, Chúa mở mắt anh em ra sẽ thấy có một con quỷ như cái con bạch tuộc vậy đó. Anh em biết bạch tuộc không? Nó ập trên đầu anh em, và tất cả các vòi của nó quấn xung quanh cái đầu anh em. Trong thế giới linh nó quấn và nó ngoáy đủ thứ hết. Nó bám rất chặt. Đó là trong thế giới linh. Khi anh em nhân danh Giê-xu cầu nguyện, tôi chặt đứt tất cả những vòi bạch tuộc của mày, tôi chặt đứt tất cả những đeo bám của mày, thì những cái đó nó rớt xuống, nó gỡ ra, nó bị gỡ ra, gỡ ra, gỡ ra. Anh em cầu nguyện tích thì con đó nó rớt đi, và cái đầu anh em bắt đầu nát dịu dần, dịu dần, dịu dần. Anh em mới thấy ôi sao giờ nó hết rồi. Đó là hình. Cho nên khi anh em chiến đấu với nan đề, với bệnh tật, đừng bỏ cuộc quá sớm. Nó có 10 vòi bạch tuộc, anh em chặt được đến 9 rồi, chuẩn bị một cái cuối cùng là rớt rồi, mà thôi mệt quá nghỉ cái 9 vòi kia nó đeo lại. Các bạn, cho nên cuối cùng chiến cho đến khi nào chiến thắng trong tâm hồn thôi. Chiến cho đến khi nào lòng anh em bình an nhẹ nhàng. Chiến cho anh em nào khi nào anh cảm thấy đức tin tràn đầy rằng mình đã đắc thắng. Đó là sự trông cậy. Cho nên khi mình phụ thuộc Chúa, mình đừng sống một đời sống dễ dàng, bỏ cuộc quá sớm, hay là có cái phương án xe cua. Đôi khi chúng ta hay dùng phương án xe cua lắm. Cho nên tôi nói với anh chị em, bỏ phương án xe cua đi, chỉ là thuộc một mình Chúa mà thôi. Amen chứ. Rồi, điều thứ tư, khi chúng ta đã xây dựng được 3 bước trên rồi đó, tôi đảm bảo với anh chị em có một cái vai trò rõ ràng trong mối quan hệ với Chúa. Mặc dù Chúa là đấng thần linh, chúng ta là con người xác thịt, nhưng mà khi chúng ta đã đi được 3 bước này thì chúng ta bắt đầu được Chúa nhìn nhận và có một vai trò. Và có những thẩm quyền bắt đầu xuất hiện trong đời sống anh chị em. Anh chị em bắt đầu có những thẩm quyền thuộc linh lạ lùng mà anh chị em không thể tưởng tượng được trước đây. Tại sao mình có? Không có, mà do mình có. Tại sao anh chị em hô một tiếng, quyền lực của thế giới tối tăm phải nghe anh chị em? Tại sao anh em nói một lời, lời anh chị em có linh nghiệm? Tôi gọi này là cái vai trò mà Đức Chúa Trời bắt đầu đặt anh chị em vào cái mối quan hệ với Ngài. Giống như anh chị em kết bạn với nhau vậy đó. Hai người bạn với nhau, kết với nhau. Và ông bạn của anh chị em là làm tổng giám đốc của một công ty cực kỳ tuyệt vời, giàu nhất thế giới, tôi nói ví dụ vậy. Chơi thân với nhau quá rồi, thì một thời gian sau ông bạn hỏi thế, người anh em có việc gì làm chưa, đúng không? Bảo không, em đang thất nghiệp. Thôi vào làm phó giám đốc cho anh, đúng chưa? Chắc chắn là như thế. Chắc chắn khi anh em bắt đầu có mối quan hệ với Chúa, Chúa không để anh em ở không đâu. Không để anh em ở không. Chúa sẽ nói, con à, bước vào sản nghiệp và kế hoạch của ta. Ta có việc cho con đây, ta có chỗ cho con đây, ta có cái vai trò, cái thẩm quyền cho con làm đây. Và anh em sẽ ngạc nhiên thấy đời sống tâm linh của mình bước lên một giai đoạn mới. Anh em sẽ thấy con người của mình nó có một cái giá trị trong linh giới, chứ không phải là lính quèn nữa. Không phải lính quèn mà bây giờ tướng rồi đó. Không, ít nhất là cấp thiếu úy rồi đó. Mà tôi nói thiếu úy thuộc linh, đúng không? Cũng có súng lục, đồ giác rồi, cũng có tất cả vũ khí, gươm dao rồi đeo đầy người. Là thế giới thuộc linh nó nhìn nhận anh chị em khác. Cho nên nếu anh chị em để ý, anh chị em sẽ thấy trong Giăng chương 17 câu 3 đó, trong cái lời cầu nguyện cuối cùng, không phải Giăng 17 rồi, Giăng 15 câu 15, trong cái lời cầu nguyện của Chúa nói như thế này: ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa,
Vì đầy tớ chẳng biết điều chỗ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Dạng thao, cái đây là mối quan hệ nó đi đến một cái cấp độ rồi. Nó đến một cái cấp độ khác mà Chúa Giêsu lúc này đang nói chuyện với các môn đồ của Ngài. Sau 3 năm theo Ngài, sau 3 năm hiểu Ngài, sau 3 năm phục vụ Ngài, sau 3 năm gần gũi Ngài, thì bây giờ Chúa nói sao? Các ngươi không phải là đầy tớ nữa, ta tin cậy các ngươi được rồi. Ta phải anh chị em, ta tin cậy các ngươi được rồi. Cho nên anh chị em à, mình phải xây dựng mối quan hệ với Chúa đến một mức mà Đức Chúa Trời nói rằng ta tin cậy con được rồi. Ta đọc câu chuyện cuộc đời của Richard Bonnke, một đầy tớ vĩ đại của Chúa. Những năm tháng đầu đời, ông được Chúa sai sang châu Phi để cứu dân tộc châu Phi. Và 5 năm rồi, 5 năm rồi, ông chẳng thấy có người nào được cứu cả. Chỉ có mở một cái lớp kinh thánh hàm thụ vài chục người vậy thôi. Mà 5 năm như vậy, một người châu Âu bỏ những cái tiện nghi của mình để sang châu Phi làm giáo sĩ. Và ông nghe được tiếng Chúa gọi rõ ràng, ta gọi con cho châu Phi. Nhưng mà sang 5 năm rồi không cứu được một người nào hết. Anh em thấy nản không? Hơi nản, và nhiều khi có người yếu đức tin bảo hay là mình nghe nhầm. Chúa gọi thiệt nhưng mà nhiều khi con nghe nhầm. Cô thôi, thôi giờ cho con tháo lui trở lại quê hương. Thì ông cũng đang cái tình trạng đó một buổi chiều. Ông đang cái tình trạng như vậy, ông không biết điều gì đang xảy ra. Và ông cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, Ngài kêu gọi con sang đây, mà chiều nay con thiếu 30 đô để đóng tiền phòng chưa có. Lạy Chúa, Chúa ơi, làm điều gì chứ cuộc sống như thế này thì hơi căng. Ông cầu nguyện với Ngài, cầu nguyện với Ngài: Con muốn làm những điều vĩ đại để cứu lấy châu lục này. Ngài hứa với con là Ngài sẽ rửa châu lục này trong huyết của Ngài, mà con chưa thấy. Thì đang như vậy đó, ông nghe một tiếng phán nhỏ nhẹ trong lòng: Này, ta đã có thể tin cậy con được chưa? Chúa hỏi ông là: ta đã tin cậy con được chưa? Cho nên thương bạn chị em, để Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta cho công việc của Ngài, đòi hỏi Chúa phải tin cậy chúng ta. Cũng như anh chị em kết giao với bạn bè vậy đó, đến một thời điểm nào đó thì anh chị em mới nói là người này tin được, có đúng không? Thế làm sao mà mới gặp ngày hôm qua mà thôi tin, giao hết tài khoản ngân hàng, giao hết muốn làm gì làm. Có ai vậy không? Không. Nó có thời giờ, nó có thời gian, nó có thử thách, nó có những cái trải nghiệm. Chúa tin cậy chúng ta, và đây ta gọi là cái vai trò cụ thể rõ ràng và bắt đầu thể hiện ra đời sống. Cái đây là cái kiểm nghiệm mối quan hệ của chúng ta, thưa ông chị em. Và cuối cùng, cuối cùng, cái điều cuối cùng mà nó thể hiện được á, cái mối quan hệ của mình với Chúa đã được thiết lập, đó là sự sống đời đời. Sự sống đời đời, cái sự sống bắt đầu nó tuôn chảy trong đời sống anh chị em. Nó không phải là một cái lễ nghi tôn giáo nào đó, không phải là anh chị em mình đi theo đạo, không phải là mình đi nhà thờ, không phải là mình đi giữ lễ nữa, mà trong đời sống chúng ta nó bắt đầu tuôn chảy cái sự sống rất lạ lùng mà người khác không hiểu được, chính anh chị em cũng đôi khi không hiểu được. À, tôi đọc ở đây một cái câu như thế này, ví dụ về sự sống đời đời. Sự sống đời đời trên thế gian này là cuộc sống công chính, à, vui vẻ bình an, không bị tội lỗi ràng buộc và được sống cùng với Đức Chúa Trời. À, anh chị em cảm tưởng đi, giữa cái thế giới đầy dẫy những cái lộn lạo như thế này mà có những con người sống công chính, à, sống vui vẻ, sống bình an, sống không bị tội lỗi ràng buộc, sống tự do khỏi những cái điều xấu xa dơ bậy của thế giới này. Người ta nhìn vào, người ta thấy lạ thiệt, tại sao lại tồn tại những con người như thế này? Giống như tôi thời gian trước, tôi còn đi gọi là chơi với bạn bè vào buổi chiều đó, khi gặp bạn của tôi, câu đầu tiên nó hỏi là: mày tu đến cấp độ mấy rồi? Tu. Mà tao có tu gì đâu, tao tu cấp độ mày. Vì nó thấy mình thuốc không hút, rượu bia không uống, nói tục chửi bậy thì cũng không. Nó bảo mày tu cấp độ mấy? Ngạc nhiên. Và người đời người ta sẽ rất ngạc nhiên vì nếp sống anh chị em. Người ta không hiểu rằng trên đời này tại sao lại tồn tại một cái nếp sống như thế. Anh chị em à,
Đây là kết quả của mối quan hệ anh chị em với Đức Chúa Trời. Khi anh chị em mật thiết với Chúa, tự động anh chị em sẽ sống thánh khiết, tự động anh chị em sẽ công nghĩa và bình an, tự động anh chị em sẽ được tự do khỏi mọi tội lỗi. Nhiều người ta không hiểu cái điều này. Nhiều người ta nghĩ rằng ôi, để được như thế này chắc tu phải 9-10 năm, phải ăn chay trường, phải vây mặt vô vách đá, phải quỳ đến nỗi mà đá phải lõm xuống. Tôi nói không có tu ngày nào đó. Cho nên có một cái cách khác mà Đức Chúa Trời thánh hóa con người, đó là gần gũi Ngài. Anh chị em nhớ câu gần mật thì đen, gần đèn thì sáng không? Câu đó nó đúng trong trường hợp này. Anh chị em cứ gần Chúa, tự động anh chị em nên sạch sẽ. Cho nên tôi đọc anh chị em Giăng 17 câu 3 như thế này. Giăng chương 17 câu 3: Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Anh chị em thấy không ạ? Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha. Tôi muốn anh chị em chú ý cái chữ nhìn biết này. Cái chữ nhìn biết này, nếu anh chị em tra cho nó cụ thể đó, anh chị em sẽ thấy đây là cái mối quan hệ như mối quan hệ vợ chồng biết nhau vậy. Một người nam, một người nữ xa lạ hoàn toàn, sau đám cưới thì sao ạ? Biết nhau ha, biết cả tính xấu, biết cả tính tốt, biết cô này thích ăn chua ăn ngọt, biết hết, biết cô này thích ngủ muộn ngủ sớm, biết tốt, biết hết tất cả tâm tính, lối sống, suy nghĩ, biết hết. Cho nên sự sống đời đời chính là nhìn biết Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời là bước vào mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời có nghĩa là ở cùng và đi cùng, ăn cùng với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Đó là sự sống đời đời. Từ cái mối quan hệ đó nó tỏ ra cho anh chị em, nó ảnh hưởng đời sống anh chị em, nó thay đổi lối suy nghĩ anh chị em, nó thay đổi cách nói của anh chị em, nó thay đổi cách làm việc của anh chị em, nó thay đổi cách anh chị em cư xử với người khác, nó thay đổi hết, tốt hết. Và cái này đó, Kinh Thánh gọi đó là sự sống đời đời. Kết quả của mối quan hệ với Chúa là sự sống đời đời. Cho nên thưa mà anh chị em, tôi nhắc lại nha, năm bước, năm bước để chúng ta xây dựng mối quan hệ với Chúa, là đấng mà mắt chúng ta không thấy nhưng có thật. Mình là một con người sống trong thân thể vật lý này, nhưng chúng ta có cơ hội nhờ của lễ của Chúa Giêsu mà được có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là đặc ơn nha anh chị, không phải là dễ mà có đâu, nhờ Chúa Giêsu. Như vậy bước đầu tiên, tôi khích lệ bạn chị em hãy bắt đầu với Kinh Thánh. Người mới tin thì hãy đọc Tân Ước. Người tin được một thời gian hãy bắt đầu đọc cả Cựu Ước. Mỗi ngày một chút, đừng cố gắng đọc nhiều. Đọc nhiều ăn không được, sình bụng, đúng không? Đọc nhiều nhiều cái đọc nhiều đọc quá. Nhiều người có người bảo thôi, giờ ngủ không được lấy Kinh Thánh đọc để ngủ. Có người thế. Mà lạ lắm nha. Cái quyển Kinh Thánh là cái quyển mà cứ đọc là nó ngủ. Cho nên là rất là nhiều người dùng Kinh Thánh để ngủ. Mà tôi xin thưa với anh chị, đọc Kinh Thánh mà ngủ thì không có ích gì cả. Có một người nói với tôi, tôi cảm ơn mục sư vì mục sư và hội thánh đã làm ra cái mạng sách nói. Trước kia em khó ngủ lắm, nghe sách nói này là em ngủ say thôi rồi. Cứ bật những cái sách giải cứu chữa lành là em ngủ ly bì không biết cái gì cả. Nó lạ. Cho nên đó là một cái thực tế mà anh chị em cần phải chú ý. Khi anh chị em cầm quyển Kinh Thánh lên mà ngủ á, phải cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, đây là giờ con đọc Kinh Thánh, cho con ăn no trong tâm linh, đừng để con phải ngủ. Mỗi ngày một ít, một hai chương. Và mưa dầm thấm lâu, anh chị em dần dần sẽ lĩnh hội được những gì Đức Chúa Trời muốn nói. Trên cơ sở đó, nó tẩy sạch tấm lòng chúng ta. Kinh Thánh chép lời của Chúa thánh hóa tấm lòng chúng ta, thánh hóa. Nó khiến cho lòng chúng ta trở nên mềm mại. Trước thì hay thù hằn nổi nóng, bây giờ nó điềm đạm hơn. Bởi vì đọc thấy cứ Chúa bảo phải thoát lót người cũ, mặc lấy người mới. Đọc mãi mà mình không thoát thì thấy cũng hơi căng, cho nên phải thoát. Nó dòng nó như vậy. Cho nên nó cứ bào dần. Mà không nghe lời Chúa thì thấy sốn sang trong tâm hồn, chịu không được. Tôi đảm bảo anh em thế nào cũng thay đổi. Cho nên cái người mà đọc lời Chúa là không sớm thì muộn cũng trở thành giống Chúa Giêsu. Mà muốn cũng không được. Cho nên tôi khuyên cho em là hãy đọc lời Chúa,
bào rửa dần tấm lòng của mình, trở thành một con người sao anh em? Dịu dàng, mềm mại, nhẹ nhàng. À, và tấm lòng là cái điều mà Chúa muốn. Chúa nói là phước cho người nào có lòng khó khăn, vì nước trời thuộc về những người ấy. Phước cho người nào than khóc, tức là cảm thấy mình thấp hèn yếu đuối cần Chúa, vì người đó được Chúa an ủi. À, phước cho người nào nhu mì, mềm mại, nhẹ nhàng, vì sẽ hưởng được đất. Đất này không phải đất bây giờ đâu nha. Đất này là thế giới tương lai đấy. Chứ bây giờ mà nhu mì không hưởng đất được đâu. Giờ là phải súng đạn mới hưởng đất, đúng không? Chứ còn mà nhu mì là phải hưởng đất đời sau. À, còn muốn hưởng đất bây giờ là ghê lắm. Nên thôi đừng làm cờ đất ở đây. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. À, rồi phước cho những kẻ có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót lại. Phước cho những người có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. À, phước cho những người nào làm cho người khác hòa thuận, vì được gọi là con Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy, đây là bảy cái phước lành mà Chúa Giê-xu tập trung vào cái tấm lòng của mình, và nhờ lời của Ngài mà lòng anh chị em được như vậy, và anh em được phước. À, điều tiếp theo đó là gì anh chị? Điều tiếp theo là gì ạ? Sống, bắt đầu tập sống lệ thuộc Chúa. Ok, bắt đầu tập sống, bất cứ chuyện gì nhỏ lớn cầu nguyện với Chúa. Mà cầu nguyện là đừng có cầu nguyện cho có, cầu nguyện để tin. Có người là cầu nguyện cho có thôi, chứ còn cầu nguyện xong hỏi sao? À, cầu nguyện cho có thì thôi, cho tôi vẫn làm cách của tôi. Nhiều khi nó là cười lắm, buồn cười. Bất kể chuyện gì cũng cứ cầu nguyện hết, nhưng cầu nguyện đứng dậy xong làm cách của mình. Đừng cầu nguyện cho có, cầu nguyện để tin. Philip chương 4 câu 6 rằng đừng lo phiền gì hết, trình cho Ngài bởi lời tạ ơn, tin quyết, sốt sắng. Sự bình an của Ngài sẽ dẫn dắt lòng chúng ta theo ý của Ngài. Hãy tập sống lệ thuộc. Bất cứ một cái điều gì xảy ra trên đời sống anh chị em, hãy tra xem Kinh Thánh nói gì, và hãy giải quyết theo kiểu của Kinh Thánh. Anh chị em à, kiểu đó là mình chiến thắng là chắc luôn. Đó, ba bước đó sẽ đưa anh chị em đến sao ạ? Anh chị em bắt đầu có một cái vai trò nhất định trong linh giới. Anh em bắt đầu cứng cáp trưởng thành. Lời nói anh chị em có thẩm quyền, anh chị em cầu nguyện có năng lực, anh chị em bắt đầu có là một con người mạnh sức trong thế giới thuộc linh, chứ không phải là tầm thường nữa. Ma quỷ bắt đầu lòm anh chị em tránh xa, đúng không? Nó không dám đến gần nữa. Đó là cách anh em có một cái điều gì đó mà Đức Chúa Trời bắt đầu sai bạc. Và cuối cùng cái sự sống đời đời bắt đầu nó chảy trong cuộc đời anh chị em, tuôn chảy trong cuộc đời anh chị em, trên tất cả mọi lĩnh vực. Cho nên năm cái bước này tôi ao ước buổi sáng hôm nay được chia sẻ cùng với tất cả anh chị em yêu quý ở đây. Để làm gì vậy ạ? Để anh chị em không phải đi theo một cái nghi lễ nào, công thức nào, mà anh chị em bắt đầu có Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Anh chị em ở nhà cũng có Chúa, anh chị em đi trên đường nơi làm việc cũng có Chúa. Bất kể chỗ nào anh chị em kêu một tiếng thì Chúa đáp lời. Giống như lời Chúa nói đó, khi con cái của ta đau đớn thì chính ta cũng đau đớn. Anh chị em ơi, cái người mà có mối quan hệ với Chúa nó cực kỳ thuận lợi trong mọi điều. Còn gì bằng khi được một Đức Chúa Trời quyền năng ủng hộ chúng ta? Còn gì bằng khi được một đấng đầy tình yêu chăm sóc chúng ta? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên mối quan hệ với Chúa là điều mà cả đời chúng ta cần đeo lại. Bản thân tôi cũng đeo đuổi điều đó mỗi ngày. Tôi nói với Chúa, tất cả mọi thứ trên đời này chẳng có gì thu hút được cuộc đời con. Con chỉ muốn mỗi ngày được ngồi kề cận bên Ngài. Con chỉ muốn được biết Ngài, những việc Ngài làm trên đất này, được thờ phượng, được tôn vinh Ngài, được nói Ngài những lời yêu thương, tâm tình với Ngài, được nghe những sự bày tỏ của Ngài. Cuộc đời của con như thế là thỏa nguyện rồi, chẳng cần điều gì khác trên đời này. Anh chị em có thích điều đó không? Nếu anh chị em ao ước điều đó, bây giờ mình hãy cầu nguyện nha. Tự ước ao hội thánh của chúng ta có được điều đó. Chúng ta hãy đồng đứng ha. Chúng ta hãy nhẹ nhàng đến với Ngài. Anh chị em à, mối quan hệ với Chúa là điều số một trong cuộc đời mà chúng ta cần đeo đuổi. Tôi nghĩ rằng tất cả anh chị em mình hãy ước ao với Chúa giờ này. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.